Để cho các anh em chưa kịp theo dõi các tập trước đó thì hôm nay tôi sẽ gỡ rối cho anh em về một số vấn đề của series G1 như sau. Thứ nhất là tập 8, 9 và 10, nó là một tập phim dài được chia ra làm 3 part. Thứ hai là những sự kiện trong tập 11 sẽ xảy ra trước tập 8, 9 và 10. Và cuối cùng, tập phim tôi sẽ recap ngày hôm nay, tức là tập 12, sẽ kể về những sự kiện nối tiếp của tập 8, 9 và 10 mà tôi vừa kể trước đó. Và khi hoàn thành mùa 1, tôi sẽ tổng hợp và sắp xếp lại thứ tự của các tập phim vào một video dài cho anh em coi nha. Còn bây giờ, hãy cùng tôi theo dõi những diễn biến mới nhất trong tập 12 lần này nhé. Let's go! Mối đe dọa từ quỹ đạo của Cybertron với trái đất đã trôi qua. Máy quay cho ta thấy Optimus và các Autobot đang giúp đỡ con người sửa chữa lại các công trình mà trước đó đã bị phá hủy. Còn bên kia trên tuyến, với việc Starscream và tiến sĩ Arvel đã bỏ trốn và Megatron được coi là đã tèo với tàu tuần dương trước đó, thì các Decepticon lúc này đang rơi vào tình trạng cực kỳ hỗn loạn. Khi Skywarp đang gây chiến với Rumble và Thundercrack lại bắt Freeze làm một nhiệm vụ mà anh ấy coi là vô ích. Tuy nhiên thì cuộc tranh cãi này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, vì lúc cánh cửa mở ra, ta được thấy Megatron vẫn còn sống và đã quay trở lại căn cứ. Cùng lúc đó thì Laserbeak cũng đã trở về căn cứ với một đoạn ghi âm về cuộc đối thoại của Starscream và tiến sĩ Arvel. Nó có nội dung như sau: Megatron đã bị tiêu diệt sau vụ nổ tàu. Tao, Starscream, sẽ lên làm thủ lĩnh mới của Decepticon. Và mày, tiến sĩ Arvel, mày phải đưa tao đến phòng thí nghiệm bí mật của mày để thực hiện kế hoạch mới, nghe chưa? Sau khi nghe những lời đầy ngạo mạn của Starscream thì Megatron đã đẩy cơn giận của mình sang thằng danh con đó, rồi cùng các Decepticon di chuyển để ngăn chặn lại kế hoạch của hắn. Khi tới căn cứ bí mật của tiến sĩ Arvel thì Starscream đã phát hiện ra một chiếc máy phát điện có thể tạo năng lượng theo cấp số nhân, và nó có thể tạo ra một nguồn năng lượng mà nếu nó được sạc quá mức thì nó sẽ tạo ra một vụ nổ lớn với sức mạnh có thể hủy diệt cả trái đất để đủ năng lượng hồi sinh cho Cybertron. Starscream đã liên kết cái máy phát điện đó với một cái đồng hồ đếm ngược thời gian, và rồi hắn bật công tắc, đồng hồ chạy. Xong rồi hắn đưa tiến sĩ Arvel trở lại hành tinh Cybertron, sau đó giải thích cho Shockwave về kế hoạch của mình, rồi ép Shockwave phải phục vụ mình để hồi sinh cho Cybertron. Khi các Autobot phát hiện ra các Decepticon đang hoạt động ở ngoài thì bọn họ đã ngay lập tức di chuyển tới đó để ngăn chặn các Decepticon. Trong các tập phim khác thì các Autobot có thể bay, thế nhưng lần này chắc là do biên kịch bảo họ phải đi bằng lốp, và cái quyết định đó đến từ biên kịch đã suýt chút nữa đưa các Autobot đi vào lòng đất thật, vì bọn họ đã bị mắc kẹt lại trong cát lún trên đường đi. Các Decepticon đã cười nhạo các Autobot vì hành động bị mắc kẹt. Xong, do coi việc phải ngăn chặn Starscream quan trọng hơn, thế nên Megatron chỉ cử con chim sắt của Soundwave ở lại để tấn công các Autobots. Đang lè ta lè te để tấn công Iron 2 thì Laserbeak đã bị Murak bắn rụng rồi rơi vào tay của Jad. Iron 2 đã sử dụng khả năng bắn ra nitơ lỏng từ tay để làm cát lún ở đó bị đông cứng lại, giúp các Autobot có thể thoát ra. Jad đã nảy ra một ý tưởng cho Laserbeak vào bên trong máy phát băng đĩa của anh ấy trên xe để xem các Decepticon đang làm gì. Xong thì các Autobot cũng đã biết rằng các Decepticon đang hướng tới phòng thí nghiệm bí mật của tiến sĩ Arvel, và rồi bọn họ cũng đã bắt đầu đi tới đó. Vì vẫn là con người, thế nên tiến sĩ Arvel đã cố gắng ngăn chặn Starscream thực hiện kế hoạch đó trên hành tinh Cybertron. Thế nhưng điều đó là không thể khi ông ấy đã bị Starscream giật điện đến độ bất tỉnh. Starscream đã ra lệnh cho các con bot sửa chữa lại tiến sĩ Arvel bằng cách phẫu thuật, biến ông ấy trở thành một con quái vật máy móc biết nghe lời. Khi các Autobot và Decepticon đều có mặt ở phòng thí nghiệm của tiến sĩ Arvel thì một lần nữa, một trận chiến của cả hai phe lại nổ ra. Do không nhận thức được mối nguy hiểm từ nguồn năng lượng bất ổn định mà cái máy này mang lại, thì Megatron lại đem ra thèm muốn chiếc máy phát điện đó, rồi lao vào chiến đấu với Optimus để giành giật quyền sở hữu cái máy này. Trong khi giao chiến, thì Megatron đã nhận được liên lạc từ Shockwave trên hành tinh Cybertron. Shockwave cảnh báo với Megatron về kế hoạch điên rồ của Starscream trước đó, để rồi khi đồng hồ đếm ngược còn lại 2 giây, thì Megatron đã ngay lập tức tiến tới để phá hủy cái đồng hồ. Cùng lúc, trên hành tinh Cybertron, Starscream đang cảm thấy rất bối rối vì theo kế hoạch thì bây giờ trái đất đã đang phát nổ rồi. Do quá nóng lòng, thế nên hắn ta đã lập tức quay trở lại trái đất để kiểm tra đồng hồ. Megatron và Optimus đang vật lộn với nhau để tranh giành quả cầu năng lượng từ chiếc máy phát điện. Cả hai đã sơ ý để quả cầu bị đánh văng ra chỗ khác, rồi dẫn nó đến tình trạng đang chuẩn bị phát nổ. Megatron đã giật nó chạy ra bên ngoài, rồi nói với thủ lĩnh của Autobot rằng ông ấy cần Optimus giúp đỡ để phá hủy quả cầu. Vừa nói xong thì Megatron đã biến hình sang dạng súng. Sau đó Optimus đã nhét quả cầu vào bên trong nòng súng của Megatron, rồi trực tiếp bắn nó ra ngoài không gian. Để rồi sau khi vụt qua người của Starscream thì quả cầu đó đã phát nổ.
Sau vụ nổ thì Starscream đã bị rơi xuống trái đất, và đen đủi hơn nữa thì nơi anh ta đắp đất lại là dưới chân của Megatron. Quá sợ hãi trước Megatron thì Starscream đã cố gắng bào chữa cho bản thân về những sự việc đã làm trước đó. Thế nhưng Megatron chỉ cười khẩy một cái rồi đứng dậy kéo anh ấy đi trong âm thầm. Video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký để mình có động lực làm những video mới hơn trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.